Xe Win 24 6698 đã bán anh em nhá. Nhiều anh em xem video xong chốt sau. Anh ơi, thế này chiều mai ship hay là ngày này thứ 6 ạ? Tương tương mai này thứ mấy nhỉ anh nhỉ? Mai thứ 5, ý là mai chuyển tiền cho em còn thứ 6 mới ra có gì? Thứ 6, chiều thứ 6 anh nhá. Bây giờ này nhá, bây giờ em đang quay lại một vòng cho anh trực tiếp anh nhìn. Anh chưa cái gì anh bảo em để em làm luôn này. Không cần à? Ok anh, thế thì em chỉ vệ sinh sạch sẽ thôi. Và những con ốc nào gì, con ốc nào kém là em sẽ thay cho anh vào những con ốc nào đẹp đấy á. Còn em nhắc lại này, qua hai cái lốc này thì đấy, nó đắt hay không là hai cái lốc này thì nó hơi xấu một tí thì kệ nó vì nó mọc. Chứ bây giờ sơn lên bây giờ thì nó phí. Anh ạ, xem mọc. Đúng rồi đấy, kể cả thụt nó mọc để mọc là em chỉ là cho nhân viên vệ sinh thật sạch. Tất cả những con ốc nào gì, cái chỗ nào kém em sẽ vệ sinh, em bộ dầu mỡ cho anh. Và em thay tặng anh lọ dầu. Rồi. Và thay tặng anh lọ dầu nhá. Chốc em gửi cho anh một đoạn video là em có thả hai tay ra nhưng anh đừng đăng lên mạng nhá, để anh xem con nó cất như thế nào nhá. Anh gửi cho em, anh ở chỗ nào Hà Nội đi ạ? Em không để thằng em quen với anh nhận xe, có xe nhắn vị trí. Nhưng mà anh không ở nhà, anh đang không ở nhà đúng không? Không, anh đang đi công tác. À vâng, thế thì anh mai anh bảo đúng, thế anh cho em chúc anh nhắn tin số điện thoại của em cho anh hoặc anh nhắn tin à, cho em anh. Xong là bảo gửi cho em xin cái vị trí nhá. Rồi con vâng, còn con anh tin tưởng em thì thôi em cứ tự làm cho anh vậy anh nhá. Còn mà anh điện phát anh chốt luôn. Vâng ạ, em cảm ơn anh rất nhiều nhá. Vâng, chúc anh thật nhiều sức khỏe, tài lộc bình an nhá. Quá tin tưởng luôn. Vâng ạ, em sẽ ép tặng anh cái biển mới luôn. Vâng ạ, em chào anh ạ. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, chốt kèo thành công. Ok, chốt kèo thành công anh em như này, anh chuyển tiền luôn này. Đấy, anh nhắn một cái tin rồi này. Đấy, anh nhắn một cái tin này. Chào em này, 20 giờ hôm nay này, 26 phút chào em này. Đấy, xe Win này còn không. Đấy, anh chốt xe này nhé luôn, tức là không nói nhiều, anh chốt xe này nhé luôn. Em gửi hình ảnh đây, đúng không? Đấy, số tiền đây, anh ấy chuyển luôn, cọc luôn, xong kèo. Đấy, cảm ơn anh em nhá, ok.